Show. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của tựa game Evowar.io. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì đừng quên bỏ lại cho mình một like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok các bạn ơi, mấy hôm nay thì mình đã không quay tựa game Evowar.io rồi. Vì thế mà hôm nay mình sẽ quay trở lại với Evowar. Và mình sẽ làm một cái thử thách mới. Đó chính là mình sẽ không bật X2 lên để xem mình có thể phá đảo được cấp độ 30 hay không nha. Mấy hôm trước thì mặc dù là mình đã bật X2 lên nhưng mà chúng ta vẫn chưa phá đảo được. Và mấy hôm nay thì mình cũng chả luyện tập gì nữa thì không biết là có thể làm được hay không. Vẫn hy vọng là làm được thôi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào clip ngày hôm nay nào. Let's go. Yo yo yo. Chắc chắn là một điều là chúng ta sẽ phải cố gắng hết mức có thể nhá. Bởi vì không bật X2 cho nên nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Ủa sao mình không nghe ở đây? Đa định hỏi là sao không nghe tiếng đập nhậu. Một đứa. Ủa sao nghe nó hơi bự vậy ta? Mà thôi, giờ vào game thì kiểu gì cũng chiến thôi các bạn. Ủa, tiếng đánh giá hơi to nha. Nhưng mà liệu nó có to một cái chiến thắng của mình hay không thì mình chưa biết. Mình nghĩ là nếu mình không bật X2 thì mình cần phải đi đánh nhiều anh em. Ê, từ bình tĩnh bạn. Nóng nảy thế nhở, chưa gì đã vào rồi vụt mình rồi. Vãi thật. Đừng có mà vụt mình nha. Mình có làm gì bạn đâu. Mà chưa gì bạn đã được tấn công mình rồi. Đều ạ. Bùm. Giờ cũng khá là mạnh. Hiện tại là mình vẫn đang hạng 9 nhá. Nếu mà bình thường mà mình bật X2 có thể là mình sẽ lên hạng 6, hạng 7. Với cả nãy giờ mình cũng chưa có uýnh nhiều đấy anh em. Nên là hên xui lắm. Nếu mà không ngủ mạng nào nữa thì càng tốt. Vừa phá đảo vừa không ngủ mạng nào thì quả thật là siêu phẩm rồi đúng không anh em. Mấy cái level đầu này thì cái thời gian hồi chiêu thì nó khá là ngắn. Nên là cũng không sợ đấy anh em ơi. Ê, kia này lượn ác quá vậy. Ê, con này cũng đáng sợ đấy anh em. Rồi, lên hạng 5 rồi. Giờ phải đi kiếm mấy con to mình đánh á. Như thế thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà thôi, tạm thời thì hơi nhát một tí nên là đánh mấy con nhỏ không chả sao. Chúng ta lên được Samurai rồi anh em. Ui, lùi đấy. Mày nè, hạng 2 rồi anh em ơi. Bây giờ muốn thắng thì tất nhiên là phải đi ăn mấy con to rồi. Ăn mấy con bé này thì tỷ lệ mà chúng ta lên được top 30, cấp 30 thì nó rất là khó. Nên là cứ từ từ thôi. Ê, đừng làm thế, đập một phái hai đứa luôn anh em. Mình lên được top 1 rồi anh em ạ. Thực sự thì mình thấy là cái game này nó cũng khá là dễ thôi, nó không khó đâu. Chỉ cần là hôm nào nó không bị lắc thôi là chơi nó sẽ dễ rất là nhiều nha. Hôm nọ mình chơi thì mặc dù bật X2 lên nó cũng hơi lắc các bạn ạ. Nên là chơi nó hơi khó. Thì chém mai cơ, bao công. Nếu mà hôm nay mà không chết được bạn nào ấy, mục tiêu của mình không phải là hướng tới là phá đảo mà không sử dụng X2. Mục tiêu của mình là hướng tới ấy, đó chính là mà mình sẽ không ngủ mạng nào. Hình như là chưa có lần nào mình không ngủ mạng nào luôn hay sao ấy. Nên là nếu như mà hôm nay mà được thì mình sẽ lập kỷ lục luôn anh em ạ. Lập kỷ lục đạt tới top 30 và không ngủ mạng nào. Đấy, nghe như thế nó có phải oai hơn không? Nghe nó phải kỷ lục hơn không anh em? Chứ bây giờ mà lên top 30 thì lên cấp 30 thì mình lên nhiều rồi. Rồi chúng ta lên được thần Thoa rồi anh em. Vị thần của sấm sét. Nhưng mà công nhận là hơi khó đấy anh em ạ. Đánh giá hơi khó bởi vì là chúng ta cần phải tập trung 10 phút liên tục á. Tập trung 10 phút thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với lại cái việc chúng ta tập trung ít phút hơn. Nào, mình nghĩ là ở dưới đấy thì nó sẽ có lợi thế hơn ở trên, chắc chắn luôn. Cho nên là mình săn thằng này. Các bạn thấy không? Ở trên thì cái tầm nhìn phía dưới nó sẽ hơi khó, với cả là đang cái trên đường nó lao xuống nữa. Mình nhìn thấy nó trước rồi, nên là cái tỷ lệ mình giành chiến thắng trước nó khá là cao. Đó. Nói chung là cố gắng anh em ơi. Không biết là có kịp hay không ấy, mình sợ là nó không kịp thôi. Ủa sao đập liên tục vậy? Các bạn có để ý cái thằng này nó đập bên trái phải, đập bên trái phải, đập liên tục không? Cay thế nhở? Rồi lại này vẫn là không nhá anh em. Đấy. Bây giờ cái này thì mình phải sâu từ ngoài. Chứ không nhiều bạn sẽ kêu là mình chơi xong cái mình ra mình ghép. Vậy thì lại oan cho mình quá. Ok. Nên là mình sẽ phải sâu từ ngoài cho anh em xem luôn. Để cho nó chắc cú. Cũng như là mình có làm sai đâu mà mình bị sợ. Đúng anh em? Mình sâu từ ngoài luôn. Chả biết gì phải xoắn. Có gì đâu mà phải xoắn. Ui, ok. Rõ ràng mình tấn công trước luôn á. Thế là mình vẫn cảm giác là mình sẽ thua. Đấy ơi, mình đã lên được hạng 4 server rồi anh em. Có đứa nó lên được vua rắn Medusa rồi kìa. Tầm này thì lại phải đi chiến đấu mấy con bự thôi anh em ơi. Tầm này chỉ có đi chiến đấu mấy con bự thì mới có thể nhanh lên level vào thôi. Chứ bây giờ chúng ta đã coi như là chúng ta miss mất cái mission kia rồi anh em. Mission không ngủ mạng nào rồi. Hơi buồn một chút xíu. Bữa nào mình sẽ phải cố gắng hoàn thiện nốt nó trong cái bộ sưu tập anh em ạ.
hoàn thiện mà không ngủ mạng nào ở trong suốt cái series trong bộ sưu tập. Ê, con này khôn các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là tương lai mình cũng cần phải cố gắng nữa anh em, bởi vì là sắp sửa là nó ra thêm level mới rồi. Không biết là bao giờ thì nó ra level mới à, ngứa mũi quá. Bãi trưởng. Không biết là tương lai bao giờ thì chúng ta sẽ có một cái level mới để trải nghiệm đây anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ nhanh thôi, bởi vì là từ cái level 29 đến 30 mình thấy nó làm khá là nhanh đó. Ồ, nó vừa lướt cái là nó bị giảm tốc cái sau ấy. Rồi, chúng ta lên level 21 rồi. Còn 5 phút để chúng ta... Ui, thằng này nhìn ngon đấy. Ê, thằng bò này, thằng bồn lò này nhìn ngon đấy anh em. Hơi không tới anh em ạ, hơi sợ. Thấy rồi, level 23 luôn. Tính ra không lên nhiều ha, bởi vì là... Rồi, lừa nó một cái, level 24 rồi. Đánh này đôi khi phải sử dụng cái hèn hạ anh em ạ. Sử dụng cú lừa hèn hạ là chúng ta phải cố gắng núp ra sau rồi chúng ta tấn công. Đấy, chúng ta phải né trước đã, chúng ta mới đánh sau. Cái này đập này. Đập này. Mấy thằng nhóc này giờ chúng nó là có lợi thế anh em. Bây giờ càng bé thì càng có lợi thế thôi. Rồi, hàng. Ok á. Hàng. 25 rồi, còn 5 level thôi. Tính ra là ngày xưa mình chơi phải loài cả trĩ ra mới lên được đây đấy anh em. Mà cảm giác bây giờ lên đây nó dễ quá. Được rồi. Ok. Rồi, 26 rồi, còn 4 cấp nữa thôi anh em. Chẳng lẽ lại không được. 3 cấp nữa thôi, cố lên. Ta chinh phục mà không cần x2. Chinh phục mà không cần x2. Đó là phong cách của chúng ta. Đấy, nói chung là có bao nhiêu cái gì thì chúng ta sẽ cố gắng làm hết anh em ạ. Bao nhiêu cái thử thách mà mọi người đưa ra thì sẽ cố gắng làm hết cho mọi người xem luôn. Đấy, để chứng tỏ là mình chơi cái game này cũng khá. Nói chung là không phải là pro nhất, nhưng mà đôi khi nó cũng gọi là được anh em ạ. À, mày nè, 28 rồi còn 2 cấp nữa thôi, cố lên. Ôi, từ từ chạy đã. Ê, mất hơi nhiều nhỉ. Mất hơi nhiều, lại còn không được nữa chứ. Cay chưa? Cay tê nhỉ, ủi vậy. Khiếp quá, tại vì mình cũng hơi run tay đấy anh em. Từ từ mình chinh phục cấp 30 đã, rồi mình làm gì thì làm ha. Còn 3 phút nữa thôi. Quá khó, không bật x2 và khó thật đấy anh em ạ. Dứ là cái. Ê, dứ là cái. Đấy rồi, dứ nó một cái. 29 rồi, một cấp nữa thôi, cố lên. 29 rồi anh em ơi. Đấy, bảo vệ ngay vàng tới cùng. Một cấp nữa thôi anh em. Nhanh lên. Ê rồi, lâu lắm mới thấy lại cái bóng dáng của tử thần thực tử này anh em. Đã quá lâu rồi chúng ta chưa thấy được cái bóng dáng này. Hôm nay chúng ta mới thấy lại được. Ui sao mà bây giờ mấy con này nhìn nó nhỏ bé rồi. Nhỏ bé giữa trời đông cô đơn lạnh giá các vậy các em. Ui vãi. Thằng này có vẻ ghê. Midnight à. Ê vãi. Mình chỉ cần đánh trượt một cái thôi là mình tụt về cái level 29 luôn. Ui vãi. Ê. Ê rồi mày quá, lại về lại level 30 rồi. 98 thôi. Thì hôm bữa mọi người có kêu mình ấy là chơi ở trên điện thoại thì nó sẽ dễ lên, nó sẽ vượt qua được 100.000 điểm luôn. Nhiều bạn chơi được 1 triệu điểm luôn. Vãi trưởng ạ. Mà chơi 1 triệu điểm chắc là mất thời gian lắm luôn á. Bởi vì là hình như là nếu bây giờ các bạn chơi ở trên điện thoại đấy thì các bạn sẽ chơi cái kiểu bản cũ hơn, chứ không phải là các bạn chơi bản mới, đúng không anh em? Nếu bây giờ các bạn chơi trên điện thoại thì các bạn chơi bản cũ hay bản mới nhỉ? Bạn nào biết thì comment ở dưới cho anh biết thôi nha. Ok. Mới nay thì mấy game về Everworld của mình làm nó cũng hết đề xuất rồi. Mình cũng chả hiểu cái đề xuất của cái YouTube này nó như thế nào anh em ạ. Lúc nó đề xuất cho mình cái này, lúc nó giúp mình đề xuất cái clip Everworld, lúc nó lại chả đề xuất cho mình cái gì hết. Cho nên là mình cũng chả biết là cái đường nào một lần nữa anh em ơi. Đấy, sau còn 2 phút nữa giờ mình thống trị rồi anh em ạ. Mình quá bá đạo rồi. Hôm nay mình chỉ đi chặt dạo thôi anh em ơi. Chặt dạo và cố gắng gọi là ăn được những cái ăn thêm mạng để gia tăng cái top 1 anh em ạ. Đấy, chinh phục mốc 30 thì tao phải cố gắng ăn cái 3 cái top 1 chứ. Bây giờ nãy giờ mình ngủ mấy lần rồi. Ủa, vãi. Ủa sao giờ ra giữa toàn mấy con to này. Vãi. Mày nè, mình vẫn mạnh lắm. Nói chung là mình không có yếu đâu, mình vẫn mạnh lắm. Và mình có thể kiếm được rất là nhiều kinh nghiệm luôn. Đấy. Đánh một con 6.000 lận. Tính ra là khúc cuối mà gặp mấy con này đánh ngon đấy nhỉ. Đánh một con từ 6.000 đến 8.000 kinh nghiệm thì chả mấy chốc mà chúng ta sẽ giành được chiến thắng cuối cùng đúng không anh em. Kiểu con này thì 90.000 đi thì chúng ta sẽ đâu đó đánh tầm 20 con, 15 con thôi. Nếu mà chúng ta nhanh tay thì ta đánh tầm 15 con. Ôi chết rồi. Ôi bạn ơi, tốn thế. Chúng ta nhanh tay ta đánh tầm 15 con đấy. Hoặc là chúng ta đánh tầm 7 con này. Đánh tầm 7 con gần cuối thôi là chúng ta có thể chinh phục được các bạn ạ. Nhưng mà nói gì thì nói chứ khó lắm anh em ơi. Đấy, đánh 2 con này thôi là chúng ta đạt tới level 30. Nhưng mà có ai gọi là kiểu khúc cuối mình nhỏ xíu à. Gặp mấy con này thì kiểu nó bự lắm, mình không có đụng tới được đấy các bạn.
Nhưng mà được một cái là bọn này nó phải mất cái thời gian nó hồi ý á, nên là cũng khá là ngon. Ui dồi vãi, các bạn nhìn xung quanh mình này, xung quanh mình là toàn là quái vật thôi, toàn level 29, level 30 rồi anh em thấy không, vãi thật. Nhưng mà bình thường mình chơi một mình ấy thì kiểu mình làm mấy cái thử thách ấy thì không bao giờ được mấy cái như này nhá, thật. Mình mà làm thử thách mà được mấy cái như này thì chả mấy chốc của mình sẽ đạt tới level 30. Bữa nào mình sẽ cố gắng chinh phục 2 phút tiếp anh em ạ. Chinh phục 2 phút tiếp để thể hiện. Ê! Cày te à? Nào nào nào, cố quay trở lại. Cố quay trở lại anh em, còn có 10 giây thôi. Trời ơi. Và đây là cái mốc cuối cùng mình có thể đạt được. Không biết là mình có được tính là top 1 không? Ôi mấy cái đứa top 1 nó ngủ hết rồi anh em. Vãi. Mấy đứa top 1 ngủ hay đánh cái máy ta. Mình chả biết đánh cái máy hay đánh cái người đó. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn là đứng 3 cái thôi nha anh em. Nhưng mà đứng 3 cái này thì nhìn có vẻ đẹp hơn đấy. Kiểu ở giữa là một cái, còn hai bên thì có hai con thần chết này, hai con thị vệ của cái chiến binh rồng này, cũng hợp lý. Rồi, và cảm ơn các bạn rất nhiều với theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn với những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.